Trường Hội trước khi mà giới thiệu người ca sĩ kế tiếp bước lên sân khấu thì Trường Hội khi mà nghĩ đến hồi sáng này trên đường đi từ Munich đi sang bên đây, chỗ này có rất là nhiều chuyện, có chị Hoàng Oanh, có Nguyên Khang, có Lâm Quý Minh và Trần Hội đi, thì bốn người đi thì mỗi người đúng là nó có một tính cách rất là riêng biệt, đặc biệt là chị Hoàng Oanh, bởi vì chị là người ở Cần Thơ, chị người Nam, thứ chị rất là thật thà, Nguyên Khang thì lại thuộc gốc Bắc, chuyên môn là chọc chị. Thành nữa là làm cho Trình Hội cũng nhớ cái câu chuyện mà người Nam, người Bắc, là bởi vì có lẽ là quý vị cũng không biết là quý vị có biết hay không, nhưng mà Trình Hội đã có từng một thời có vợ là người Bắc. Mà từ khi mà Trình Hội vô nhà người Bắc ở rồi thì Trình Hội mới thấy là người Bắc và người Nam có khá nhiều cái sự khác biệt. Không biết là ở đây ai mà cho mình là người Bắc giơ tay lên giùm mà cho Trình Hội biết à, để Trình Hội đoán thử coi à. Ok, còn ai cho mình là người Nam giơ tay lên à? Wow, người Nam mà đi nhiều hơn người Bắc nha. Còn người Trung à? Ủa sao người Trung ở đây cũng nhiều dữ vậy trời? Alright, nhưng mà hình như mà người Nam đó có nhiều hơn người Bắc thì giờ Trình Hội mới dám đứng kể nha. Đó là người Nam đó thường họ rất thật thà và họ muốn cái gì á là họ nói liền. Ví dụ như ở nhà Trình Hội đó, khi mà còn ở nhà bên Úc thì mẹ Trình Hội thường giao cho Trình Hội cái job, cái việc làm đó là đi đổ rác. Là mỗi tuần vậy đó, là tối thứ ba, sáng thứ ba là đổ rác. Thành thử là tới tối thứ hai á, là mẹ Trình Hội nói, mẹ Trình Hội là người Nam, người ở Thủ Đức, cũng đừng nói, thôi, đem rác ra chưa? Đó là người Nam mình nhá. Nhưng mà người Bắc á, họ rất là khác biệt quý vị ạ. Trình Hội còn nhớ là từ khi mà đi qua Mỹ rồi ở nhà vợ thì ở chung với mẹ vợ, thì ở bên đó cũng là sáng thứ ba cũng đổ rác, thì thường tới tối thứ hai thì mẹ vợ Trình Hội là hỏi, mẹ Mai là hỏi, thế hôm nay thứ mấy gì con này? Sao mình thì tình thiệt mà Nam mà nói dạ thì hình như thứ hai mẹ. Mà trong đầu mình cứ nghĩ, ủa thứ hai mà không nhớ nữa ta. Rồi, thì lại là im liền một hồi, Trình Hội tưởng là trả lời xong rồi. Rồi mẹ lại hỏi, thế thì không biết thứ hai này mình phải làm gì nhỉ? Lúc đó mình nói, đổ rác. Người Bắc rất là khác là họ không nói thẳng. Mặc dù là mẹ Mai với Trình Hội là người nhà mà đặc biệt hơn nữa là nghe kể cả cãi lộn họ cũng cãi khác đó quý vị ạ. Ví dụ nhà của Trình Hội đó, mà Trình Hội nói cái gì mẹ không đồng ý, đồ ăn nói vô duyên, thôi im đi. Đó là mẹ Trình Hội nói ha. Nhưng mà riêng á, mà mẹ Mai mà không đồng ý với con của mẹ Mai đó, không thể nào biết được. Tại hai người cứ nói chuyện sao người đấy, đấy mẹ nói thế. Rồi sau quay mẹ Mai, thì đấy con nói thế. Thế chỉ có thế thôi đấy. Đấy con nói thế, đấy mẹ nói thế. Rồi hồi xin Trình Hội, ủa như vậy thì mình có đồng ý hay không đồng ý gì ta? Là Trình Hội hồi sáng nhớ lại cái chuyện chị Hoàng Oanh mà bị chọc, thì Trình Hội lại nhớ câu chuyện người Nam người Bắc. Hôm nay chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm bản thân xuất phát từ là một người đã từng có vợ Bắc. Thành thử anh nào mà người Nam ở đây mà muốn lấy vợ Bắc một chút qua hỏi Trình Hội nhé. Nên chuẩn bị kỹ lưỡng về một số cách sử dụng ngôn từ.